Rồi, Lisa trở lại chương trình. Chị ơi chị, có biến lớn ở tại Nha Trang. Mọi người đã biểu tình đó nha không chị? Ở tại Nha Trang phải không? Biểu tình vụ mà xả thải đó hả? Ok. Trong tương lai, toàn nước Việt Nam các bạn cũng phải đi biểu tình. Bởi vì phái đoàn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã vào Việt Nam và bây giờ người ta không qua bên đây, người ta đã lên án gay gắt đối với cái đảng đĩ Cộng sản Việt Nam. Cho nên các bạn ở tại Việt Nam 1 triệu người như một không sợ nữa. Ngày hôm nay đảng Cộng sản Việt Nam đang run sợ người dân đứng lên biểu tình. Dù bạo động hay là bất bạo động, chúng ta cũng phải phối lại, vấn đề là coi bằng phối hợp nhịp nhàng nha. Chị đang nhận được một cái bản tin, tức là thằng Tàu Cộng nó in tiền ào ạt đi vào Việt Nam, trong tương lai đó là tiền giấy lộn, cho nên nó có thể là nó bồi thường gấp 2 lần hoặc gấp 3 lần để mà nó lấy đất của những người dân Việt Nam. Các bạn ở tại Việt Nam, dân tộc Việt Nam chớ có ham tiền để mà bán đất cát của mình với lấy những cái đồng tiền mà giấy lộn do thằng Tàu Cộng nó in ra. Đây là một âm mưu rất là dã man và tàn bạo vô cùng. Các bạn thấy rồi đó, họ in tiền giả từ ở bên thằng Tàu Cộng để mà đưa qua ở bên này, rồi bắt đầu nó giả bộ, nó lấy đất để nó bồi thường giá gấp 2 lần, gấp 3 lần. Người dân Việt Nam chỉ vì mê tiền mà bán đất cho nó thì kể như không còn một miếng đất để mà vấn đề là chọi chim. Rốt cuộc rồi những đồng tiền này là những đồng tiền giấy lộn mà thôi. Cho nên Lisa mong rằng người Việt ở hải ngoại cũng đừng bao giờ mà gửi tiền về để nuôi chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì họ đang tìm ở đâu ra 10 tỷ đô la để cống hiến cho thằng Tàu Cộng. Cho nên chúng ta phải đánh mạnh vào kinh tế của thằng Đảng. Cho nên những người Việt ở hải ngoại, những người nào thân đi về Việt Nam chơi thì nên cầm tiền mặt vào Việt Nam, chỉ có 7.000 đồng nó cho đi vào Việt Nam thì cầm vào để mà trao cho người thân của mình hoặc cho những người bà con của mình. Những người nào về Việt Nam không có cầm đủ số tiền 7.000 hoặc 5.000 hoặc 10.000 đi về Việt Nam chơi thì các bạn hãy nên, những này là những người nào tin tưởng lấy tiền đó về, giống như Lisa. Lisa gửi cho các bạn ở Việt Nam cũng là nhờ người ta cầm tiền đô về Việt Nam và họ bán ra ngoài chợ đen để lấy tiền, để đồng đô đó nó luân chuyển ở trong chợ đen để cho người dân Việt Nam có thể lưu thông được, để đánh mạnh vào đảng đĩ, để coi đảng Cộng sản Việt Nam tụi bay độc tài, tụi bay muốn nắm lấy đô la, tụi bay vấn đề là có được thành công hay không. Đó, Lisa kêu mọi người đi qua Campuchia đá gà, đi qua Campuchia vấn đề là cầm tiền qua bên bển để mà vấn đề là kêu bằng là chơi cờ bạc, đổi đô la để chơi cờ bạc ở bên đó. Bây giờ nó sợ rồi, bắt đầu là nó tung ra cái chiêu, các bạn thấy chuẩn bị 1 tây tháng 3 là nó cho cá độ cá cược tự do hết, các bạn thấy rõ rồi đó. Nhưng mà mọi người đừng có mừng vội nha. Ở trên nó đưa tin như vậy nhưng mà những cái thằng đầu bò ở xã, những cái thằng đầu bò ở phường, những cái thằng chó đói nó cũng không có cần phải nghe cái lệnh ở trên đâu, mà nó muốn cướp là nó diện cớ nó vô nó cướp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái đảng Cộng sản Việt Nam là phép vua, bây giờ nó thua lệ làng là ở cái chỗ đó đó. Ở trên bảo thì ở dưới nó không có nghe. Hôm qua chị tới chị nói chuyện với những người đảng Cộng hòa. Họ hỏi sách lược của chị bây giờ như thế nào. Chị nói rằng là thằng Tàu Cộng nó đang đặt tên lửa ở tại Trường Sa. Nó đặt tên lửa này nó đánh ai? Nó chỉ có răn đe và đánh Hoa Kỳ mà thôi.
và nó muốn bá chủ ở tại Đông Nam Á. Liệu người da trắng có vào để mà đập đầu thằng da vàng, tức là thằng Tào Cộng này hay không? Chị cũng mong cho thằng Tào Cộng nó khai tên lửa, nó đánh cho vấn đề là hạm đội của Hoa Kỳ. Tại sao vậy? Bởi vì khi đánh Hoa Kỳ hoặc Hoa Kỳ đánh không lợi rồi, thì đương nhiên Hoa Kỳ sẽ đem cái Hiệp định Paris năm 1974 ra. Các bạn nên nhớ rằng những người ở tại Việt Nam nên nhớ rằng Hiệp định Paris năm 1974 nó vẫn có giá trị mãi mãi và ngàn đời. Chẳng qua quyền lợi của Hoa Kỳ chưa ảnh hưởng tới mà thôi. Một khi quyền lợi Hoa Kỳ ảnh hưởng tới, họ sẽ đem cái hiệp định này ra. Bởi đồng minh của họ là Việt Nam Cộng Hòa, mà Việt Nam Cộng Hòa là cai quản hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cho nên Lisa cũng mong cho cái đảng Đĩ để mà nó nghe lời thằng Tàu, nó đem cái quân đội đi ra ngoài, nó đem hải quân đi ra ngoài để mà nghênh chiến với Hoa Kỳ. Hôm qua chị tâm sự với mấy ông cựu chiến binh người Mỹ ở đây. Mấy ông ngồi, mấy ông nói nhìn đất nước Việt Nam rất là đau lòng. Nhưng mà ông không hiểu được là tại sao người dân miền Nam Việt Nam có tự do dân chủ. Người Mỹ vào Việt Nam họ không có vụ lợi gì cả. Họ tốn tiền, tốn của, tốn sức, tốn người để bảo vệ nền tự do. Mà những người ở tại Việt Nam lại đi nuôi dấu cộng sản. Để bây giờ họ lại bị mất đất. Họ lại bị mất nhà như vậy. Cho nên người dân ở tại Việt Nam có mở to cặp mắt ra chưa? Dù bây giờ mà có trở lại để mà chia cái hiệp định chia đôi đất nước ra, thì thằng Tào Cộng nó cũng sẽ ồ ạt đổ vũ khí vào cho miền Bắc. Và rốt cuộc rồi, đất nước của ta cũng sẽ nội chiến tiếp tục. Mà nội chiến là chỉ có là người Bắc đánh người Nam mà thôi. Cho nên cái điều này Hoa Kỳ không muốn và cộng đồng người Việt cũng không muốn. Không muốn để cho thằng chó đẻ Tào Cộng mà nó đạt được cái âm mưu này. Bởi vì chỉ có cái lũ đảng Đĩ đầu bò, nó ngục, nó ngu, nó mới tàn sát giết người Việt Nam của mình mà thôi. Nhưng mà những người mà người ta giỏi về chính trị, người ta không bao giờ muốn cái chuyện này xảy ra. Người ta muốn đất nước Việt Nam phải từ Bắc cho tới Nam, từ ải Nam Quang cho đến mũi Cà Mau, phải có tự do dân chủ và không để cho thằng chó đẻ Tào Cộng mà nó đạt được âm mưu của nó bằng cách nó để cho đất nước Việt Nam phải chia đôi giống như là Bắc Hàn và Nam Hàn như vậy. Rốt cuộc rồi các bạn nên nhớ kỹ, chỉ có người Việt Nam và người Việt Nam tàn sát lẫn nhau mà thôi. Đương nhiên là cái lũ Ba Đình, cái lũ Cộng sản nó không dám ra ngoài mặt trận, mà nó đem con dân của miền Bắc, nó bắt buộc phải đi thi hành nghĩa vụ quân sự để mà tràn vào miền Nam, để mà phải chết ở tại miền Nam. Điều này người ta không muốn. Bởi những người tuổi trẻ miền Bắc, thời của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, nó đưa vô toàn là 13, 14 tuổi mà thôi. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh được cái điều đó. Việt Nam Cộng Hòa và những thế hệ bây giờ, họ coi lại những trang sử, họ nghiên cứu 42 năm nay, họ thấy rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam quá ngục, quá ngu. Chỉ vì nghe lời của thằng Tào Cộng, đem vũ khí của thằng Tào Cộng, nhận vũ khí của Tào Cộng, nhận vũ khí của thằng những đây là Liên Xô, để rồi cài nát quê hương miền Nam Việt Nam. Miền Nam có phải đất nước Việt Nam không? Phải. Dân tộc miền Nam có phải người Việt Nam không? Phải. Vậy mà tại sao thằng chó đẻ Cộng sản miền Bắc, thằng chó đẻ Đảng Cộng sản lại nhận B-40, lại nhận vũ khí để cài tan nát quê hương miền Nam Việt Nam, giết tất cả những người dân Việt Nam như vậy? Trong cuộc chiến đó, người dân Việt Nam của mình đau đớn vô cùng, tột cùng. Thằng Tàu nó ngồi nó cười ở bên bệnh, bởi vì nó chỉ bỏ vũ khí qua, nó bỏ vũ khí ra để cho cái thằng chó đẻ Cộng sản
cùng với cái lũ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản mà đánh đấm với nhau, tàn sát lẫn nhau. Con gãy cánh, con què giò, nó ngồi nó cười, ngư ông đắc lợi. Các bạn thấy rõ ràng cái mưu đồ nó khốn nạn như vậy đó. Bây giờ thằng Tàu Cộng nó có 1 tỷ 400 triệu rồi. Bây giờ nó muốn chia đôi đất nước Việt Nam ra để cho nếu mà Hoa Kỳ, mà vấn đề là ở ngoài Biển Đông mà nó cấm Hoa Kỳ, Hoa Kỳ vấn đề là kêu bằng là bị bao vây, thì đương nhiên Hoa Kỳ sẽ đem lại cái hiệp định 74 để chia đôi đất nước. Mà hãy chia đôi đất nước thì thằng chó đẻ Tàu Cộng nó tiếp tục nó đưa vũ khí cho miền Bắc, cho cộng sản miền Bắc để tiếp tục đánh vào miền Nam nữa. Rồi rốt cuộc người dân miền Nam cũng phải chống lại lý tưởng tự do, sẽ giết người miền Bắc, người miền Bắc sẽ giết người miền Nam. Tất cả đều là dân giết mà thôi. Những thằng chó đẻ đảng đị nó đâu có, nó đâu có rằm. Con cháu của thằng đảng bây giờ nó ở bên Mỹ này hết trơn. Cho nên những người nào bây giờ mà còn u mê, hãy nên nhìn ra chiến lược của người cộng sản, mà đừng bao giờ mà nghe lời dụ dỗ của nó để đi vào quân đội để chống lại những đề là dân tộc Việt Nam hoặc là chống lại những đề là Hoa Kỳ nha. Lisa nói như vậy đó. Chị Lisa ơi, em mong chị nói trên chương trình Khai Dân Trí. Mùa tuyển sinh đại học ở Việt Nam gần đến rồi chị ạ. À, chị có thể kêu gọi người dân đừng có kêu con em mình vào trường công an nữa chị. Cho bọn nó thiếu nhân lực để bớt đàn áp dân nha chị. Nếu ai vô công an hoặc vô đảng thì hãy có tâm nắm quyền lực cao như gốc ba chớp để lật đổ chế độ đảng cộng sản nhé chị. Chị kêu gọi vấn đề là mọi người như vậy. Nó muốn vào thì nó vào, quan trọng nó vào nó có bưng bô, nó có tàn ác hay không, thì các em và người dân phải ghi tên những con chó nào mà nó đánh đập người dân. Thời buổi này là thời buổi sẽ vấn đề là kêu bằng là giết chết nó. Cho nên nó muốn vào thì để cho nó vào đi. Mình đâu có cấm được đâu. Xã hội Việt Nam nó là theo đám ăn tàn thôi. Nó thấy mạnh thì nó chạy theo thôi. Để mà nó dinh mạnh. Nhưng mà quan trọng nó đi vào, nó có được hay không? Thằng Võ Kim Cự bây giờ đang đem thằng Võ Kim Cự ra để mà bắt thằng Võ Kim Cự, có thể xử tử thằng Võ Kim Cự. Để mà động tới thằng chó đẻ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liên quan đến cái tượng của thằng súc vật Hồ Chí Minh 50 kg vàng. Cho nên các bạn đừng thấy nó im im như vậy mà nó im, chính trị nó im như vậy chứ ở trong nội bộ nó bây giờ như nồi cháo heo. Tại sao mà con của Lê Dũng bây giờ nó lại được chống lưng bởi thế lực nào mà nó dám vấn đề là kêu gọi để mà thay đổi và chống lại thằng chó đẻ Nguyễn Phú Trọng? Tại sao thằng Võ Kim Cự ai cũng biết nó là một tình báo Hoa Nam, nó là người bán cái Hà Tĩnh để mà đem cái Formosa vào để mà bán đất nước Việt Nam mà bây giờ lại bị kỷ luật, lại bị sai trừ, khai trừ khỏi đảng? Mục tiêu tại sao lại bắt thằng Võ Kim Cự này? Ai cũng biết thằng Võ Kim Cự này là đàn em của thằng Trọng Lũ, là một tay sai đắc lực cho thằng Trọng Lũ, là tình báo Hoa Nam. Mà tại sao thế lực nào lại bắt con chó Nguyễn Kim Cự này, Võ Kim Cự này? Và khi bắt thằng Võ Kim Cự này là đang tát vào mặt của thằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho nên các bạn ở Việt Nam đừng bao giờ nghĩ rằng là cộng sản nó đang mạnh lắm. Bây giờ mình thấy nó im lìm như vậy, không phải như vậy đâu. Chính trị chỉ cần ngủ một đêm thức dậy, nó sẽ thay đổi khôn lường. Chính trị nó thay đổi từng giây từng phút một. Chị cũng đang cập nhật chính trị ở tại đây. Chị cũng là liên lạc với tất cả những cựu chiến binh ở tại đây thuộc đảng Cộng Hòa. Đã viết những cái thơ từ để mà đốc suối đổ dầu vô lửa cho chính quyền của Donald Trump có hành động ở tại Biển Đông hay không? Nếu Donald Trump mà thành công ở tại Biển Đông mà diệt trừ hết những cái đảo nhân tạo của thằng Tàu, thì thằng Tàu bỏ công bỏ của vô, nó cũng sẽ không bao giờ nó chịu thua được. Thì sẽ có thế chiến thứ ba nổ ra.
Ngày hôm nay thằng Putin nó đang thân với chính quyền của Donald Trump, nó án binh bất động. Hoa Kỳ ngày xưa đã diệt thằng Liên Xô bằng cách o bế thằng Tàu Cộng để mà chạy đua vũ trang chiến tranh lạnh với thằng Nga để cho nền kinh tế nó sụp đổ. Thì bây giờ Hoa Kỳ cũng sẽ vấn đề là kêu bằng là bắt tay với thằng Nga để đập thằng Tàu Cộng. Bởi các bạn nên nhớ kỹ, người da trắng không thể nào để cho thằng Tàu xì dầu mà nó khống chế được thế giới cả. Cho nên mọi người phải nên nhớ và mọi người phải nên hiểu là chính trị nó như vậy. Cho nên các bạn ở tại Việt Nam đừng có nghĩ rằng là trời ơi bây giờ nó mạnh lắm, chúng ta đi biểu tình bây giờ run sợ. Nhớ đừng bao giờ mà có những cái ý nghĩ đó. Đảng Cộng sản nó càng đàn áp, nó càng tung ra nhiều người chừng nào cho thấy nó đang run sợ chừng đấy. Mà chúng ta phải mạnh lên. Chính trị là ở cái điểm đó đó. Đừng thấy nó lên trên đài, nó kêu gọi, nó làm rần rần rộ rộ như vậy để nó khủng bố tinh thần của mọi người mà mọi người trùng bước. Tại sao các nhà dân chủ ở trong nước nó không dám giết một người nào hết vậy? Các bạn đặt câu hỏi đi. Cho nên các bạn đừng bao giờ sợ những người nào mà ra mặt hoặc là âm thầm làm những cái chuyện gì tại Việt Nam, liên lạc với Lisa. Để khi các bạn có chuyện gì, Lisa sẽ là truyền thông để đưa tên tuổi các bạn lên, để cho thế giới quan tâm, cộng đồng quan tâm, Mỹ quan tâm, để nó không dám đụng tới các bạn. Còn những người nào mà ngu, mà ngục, mà nghe lời của nó mà sợ, không dám liên lạc với Lisa, hoặc không dám, vấn đề là kêu bạn đó là cho mọi người biết, thì các bạn sẽ bị trúng vào cái kế của nó. Nó sẽ làm cho thui chột và sợ sợ. Chúng ta phải làm một cái điều gì đó mà cho Đảng Cộng sản Việt Nam nó phải sợ. Chứ không phải mình sợ nó. Cho nên bây giờ nó đang cướp đất, nó đang cướp nhà, nó đang để cho các cái hãng xưởng của thằng Tàu Cộng vào Việt Nam. Thì bây giờ dù nó có đền bù trước đó hay không đền bù, thì triệu người như một đoàn kết phải đập phá sạch sẽ những cái hãng xưởng của Tàu. Mục tiêu của Lisa là gì? Là ba sạch. Ba sạch là gì? Là đốt sạch, phá sạch và giết sạch. Các bạn chuẩn bị hành trang để sau này khi Việt Nam có tự do dân chủ thì các bạn bảo vệ tự do dân chủ. Mà khi bảo vệ tự do dân chủ thì các bạn bây giờ phải hành động. Những con chó nào bưng bô cho Đảng, những con chó nào mà vấn đề là kêu bạn là ra mặt, các bạn phải nên tụ 5, tụ 3, tụ 7. Có cơ hội các bạn phải ra tay cho Lisa. Trong một năm có 365 ngày. Trong một tháng có 30 ngày. Trong một ngày có 24 giờ. Từng giờ, từng phút, từng giây một. Không lẽ con chó này nó không có sơ hở hay sao? Chỉ cần một phút sơ hở thì mạng mày đã đi về với các mát với thằng hồ chó đẹp. Cho nên Lisa mong rằng các bạn ở tại Việt Nam phải hành động. Không để cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục dùng những con chó mà để cai trị các bạn được nữa. Với thế kỷ 21, thời đại văn minh như thế này. Các bạn nghĩ rằng ở Hoa Kỳ có Đảng Cộng sản không? Có đó. Các bạn thấy bà Janet Nguyễn không? Vô thượng viện rồi mà vấn đề là kêu bằng là Tom Hessler, vấn đề là kêu bằng chồng của con đĩ, vấn đề là kêu bằng là Jane Fonda, phải vấn đề là nắm đầu người ta kéo người ta đi ra ngoài, đuổi ra khỏi vòng hợp. Ở tại đây cũng có vấn đề là Đảng Cộng sản của Mỹ vậy, nhưng mà những người Đảng Cộng sản bên đây họ làm nông, tức là họ trồng cà, trồng đậu. Cho nên khi Lisa đi ra đó ngồi nói chuyện với họ rồi mua ủng hộ họ, họ rất là hiền lành. Cho nên họ mới nói cho Lisa nghe, Lisa mới giải thích cho họ nghe như vậy. Và cái ông đó, ông cứ nghĩ rằng Đảng Cộng sản là từ giai cấp công nông ra là hòa mình với người dân. Chứ ông không biết được Đảng Cộng sản Việt Nam nó tàn bạo như vậy. Cho nên chỉ đưa những cái hình ảnh mà nó đánh đập người ta đổ máu như vậy. Ông lắc đầu ngao ngán và ông nói rằng tao sẽ không bao giờ theo Đảng Cộng sản. Chẳng những vậy mà tao còn bảo vệ mày nữa. Cho nên lý tưởng tự do sẽ được phát huy lực. Tại sao Lisa hiên ngang ở bên đất nước Đại Cường Quốc này? Một đất nước mà súng đạn, vấn đề là kêu bằng bán, các bạn giống như là dao các bạn đi ra chợ các bạn mua vậy.
mà Lisa không sợ. Bởi vì Lisa làm đúng. Cho nên Lisa không sợ. Các bạn nên nhớ kỹ như vậy. Cho nên đã đến cái giờ phút này rồi, tự do phải trả giá bằng máu và nước mắt. Có thể Lisa nói tiếng nói của Lisa để cho thức tỉnh hàng triệu triệu người ở tại Việt Nam. Mà nếu nó muốn khử Lisa, mà nếu mà những đây là nó khử được thì cứ để cho nó khử, nhưng mà rất là khó. Bởi vì FBI nó đều theo dõi Lisa, kể cả những cái cảnh sát ở đây nó cũng biết Lisa lên chương trình này có bao nhiêu ngàn người vào xem vào coi. Cho các bạn biết như vậy. Cho nên những thằng chó đẻ cộng sản không thể nào ra tay được đối với Lisa. Bởi vì bên Mỹ này nó có vệ tinh, chỉ cần nó âm thầm cỡ nào cũng chụp luôn, cả trong gia đình của nó luôn cũng chụp được. Chứ đừng có nói mà nó ra tay với Lisa. Cho dù nó ma mảnh, cho dù nó đeo mặt nạ, nó cỡ nào cũng phát giác được. Bởi vậy mà nó không dám. Lisa nghe kể bây giờ ở tại thành phố Hồ Chó Đẻ, bây giờ ở tất cả đâu đâu nó cũng run sợ. Nó để camera nó gài đầy giặt hết trơn, dây đặt hết trơn, cầm ná bắn cho bể mẹ cho Lisa. Hoặc là cùng lắm là vấn đề là kêu bằng là nơi nào mà mọi người muốn bạo động, là vấn đề là kêu bằng leo lên cây cột chỗ khu vực đó, kéo mẹ cầu dao xuống cho nó tắt mẹ đèn. Hễ điện không có, camera đâu có sử dụng được, đâu có quay được. Cho nên đừng có ngại. Cho nên các bạn phải nên nhớ và các bạn phải nên những này là hiểu như vậy nha. Hoa Kỳ không có bỏ rơi người Việt Nam của mình đâu. Nhưng mà chẳng qua người Việt Nam của mình, nhất là ở tại miền Tây đó. Người Việt Nam của mình ở tại miền Tây đó. Nhát lắm. Tham sống sợ chết. Biết những con chó đó nó bưng bô cho chế độ. Nó vào nó ở mặt phố bố làm to mà không dám làm gì nữa. Các bạn thấy đó. Ở ngoài vùng ngoài người ta đã đưa miền, đưa đồ vô để mà cho nổ mẹ nó. Thời gian ở tại Nha Trang cũng vậy. Cho nên các bạn làm cái gì các bạn cũng cẩn thận. Bây giờ tại sao trong nước nó sợ, nó không dám bán sim rác nữa. Bởi vì nó sợ các bạn chế ra vấn đề là miền để hẹn giờ nổ. Các bạn dùng những cái sim rác này để mà các bạn vấn đề là hẹn giờ nổ. Bây giờ nó biết người Việt thông minh rồi. Bởi vì khi làm một trái mìn, một trái bom để nổ rồi, để cái sim rác vô trong trọng, thì phải dùng một cái sim rác khác để mà gọi vô, xong rồi bỏ cái sim đó luôn. Chứ đừng gọi số phim mà thuê bao của mình. Bởi vì khi gọi số phim mà thuê sim mà thuê bao của mình mà gọi vô để kích động, kích hoạt cho nó nổ, thì nó sưu tầm, nó khoanh dùng, nó biết được số phone của mình ngay, bị lộ ngay. Cho nên trong cái gian phải có cái ngoan nữa. Bởi vì thằng chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam nó độc tài, cho nên những cú điện thoại thuê bao của các bạn nó đều nghe được hết. Nó chả có gì mà tài giỏi cả. Cho nên những vụ mà hẹn đi đến địa điểm nào bắt ma túy nó nghe được hết trơn. Là bởi vì nó khoanh vùng, nó nghe lén điện thoại để nó đến đó nó bắt, chứ nó không có tài giỏi gì cả. Cho nên các bạn hẹn ra ngoài gặp mặt bàn tính ở bên ngoài, sau khi các bạn hành động xong rồi không nói một cái điều gì ở trên mạng này. Bởi vì nó đang kiểm soát về mạng ở Việt Nam, cho nên nó có thể nó đọc được tin nhắn của các bạn, có thể nó nghe lét được các bạn. Cho nên nhớ là đừng bao giờ mà khen hoặc là nói cái gì ở trên mạng này, chỉ cần âm thầm làm xong rồi là cho tất cả nó đều ra hết, giống như không có chuyện gì cả. Có như vậy chúng ta mới thành công trong cái cuộc chiến này. Đã đến lúc người dân Việt Nam phải nên đứng lên rồi đó. Đã đến lúc người dân Việt Nam phải vấn đề là hiểu biết rồi đó. Tuổi trẻ các bạn ở tại Việt Nam, Lisa mong rằng các bạn phải dũng mãnh lên.
Chị Lisa ơi, thầy chùa bây giờ đi tụng đám ma chưa gì hết đòi tiền liền mới tụng kìa chị. Không có tiền thì không tụng, nhà người ta không có tiền vậy mà ổng chửi cho một trận, nói không tiền, không bạc kêu đến tụng đám ma chi vậy? Nhà người ta phải chạy đi vay tiền rồi đưa 5 triệu cho thầy chùa, ổng mới chịu tụng đó chị ơi. Ừ thì thầy chùa quốc danh giờ nó vậy đó. Chị không hiểu cái Việt Nam người ta làm gì mà cần mấy thằng thầy chùa đầu trọc này mà tụng gì. Nó tụng mẹ nó có được đi siêu thoát đâu, kêu nó tới tụng. Chị Lisa ơi, giờ em mới biết không chỉ con gái đi qua Mã Lai làm đĩ mà con trai Việt Nam mình cũng đi qua Singapore làm đĩ đực đó chị. Thiệt không biết là lũ đầu bò đầu trâu này nó cai trị như thế nào, đau lòng quá chị ơi. Là chị vậy thôi à. Để cho các em mới thấy được. Bây giờ mà ở người dân ở tại miền Nam Việt Nam mới là hiểu được. Chị ơi, vỉa hè, bệnh viện, chợ rẫy xây bít mẹ rồi, không còn đường mà đi nữa chị à. Ở Việt Nam thì nó như vậy đó. Các em thấy ở Việt Nam giống như con thú, hôm qua chị lên chị thấy nó làm mấy cái hàng rào á, nó làm y như là trong cái chuồng, cái chỗ mà dành cho người đi bộ đó. Các em thấy người ta đứng ở trong cổng, người ta nó đẹp ghê không, nó làm cao qua khỏi đầu luôn, y như là nó nhốt mấy con chuột, nhốt mấy con khỉ ở trong chuồng. Người dân Việt Nam sợ quá đó, không biết chánh trị lặng mẹ gì là nó vậy đó. Ở bên Mỹ mà làm cái mẫn đó hả, mẹ nó ra người dân Mỹ nó bẻ gãy mẹ nó hết mấy cái song sắt đó, chứ đừng có mà đặt mà xạo. Bởi vì sắp tới một cái chế độ mà vấn đề là luật pháp rừng rú nó vậy đó. Ở bên đây đó, cái đường đi bộ là xe không bao giờ léo hánh chạy lên cái đường đi bộ được. Bởi vì dù cảnh sát không gặp, người dân cũng lôi đầu thằng đó ra để mà đập cho một trận. Cho nên ở bên đây là ý thức người ta cao như vậy đó. Không bao giờ dám lên cái đường mà đi bộ. Các bạn biết như vậy hay không? Nhưng mà ở Việt Nam á, tại vì nó làm cho người dân nó rừng rú quen rồi. Nó muốn để cho người dân nó ngu để mà dễ trị, liều mạng vậy đó. Rồi bây giờ nó đổ thừa, nó chửi cho người dân là tại vì dân trí thấp. Các bạn thấy bây giờ mọi người nào mà khôn khôn mà giỏi về tin học được kia, bắt đầu là lên trên mạng là nó chặn mẹ. Người ta gửi tin nhắn video qua Lisa, ta hỏi trời ơi chị có đăng của em chưa? Chị nói chị có nhận được gì đâu đăng. Nó chặn từ bên Việt Nam hết trơn rồi đăng gì. Rồi có nhiều người đó, tội nghiệp lắm. Chị ơi, chị em nói chuyện với chị như vậy nó có nghe được không? Em sợ nó bắt quá chị ơi. Cứ sợ vậy hoài làm sao mà vấn đề là đấu tranh được. Những người ra mặt ta còn không sợ. Cha Nguyễn Văn Lý đó, luật sư Nguyễn Văn Đài đó, bé Phương Nguyên đó, biết bao nhiêu người ở tại Việt Nam tao ra mặt. Đỗ Minh Hạnh, Đỗ Thị Minh Hạnh đó, chị giống này là Bùi Thị Minh Hằng đó, Hòa Thượng Thích Không Tánh đó, đập cái chùa Liên Trì của người ta không thường đồng bạc nào thôi. Cho nên chị kêu gọi tất cả Phật tử Việt Nam lợi dụng vào cái chùa Liên Trì xuống đường biểu tình. Nhưng mà không biết có dám không, mà là giành mẹ nó, quốc danh mẹ nó trơn. Ban trị sự là toàn là những thằng chó đẻ đầu trọc Các Mác Lênin nó nằm ở trong ở trơn. Có dám xuống đường không chị, có không hiểu. Thằng đảng Cộng sản nó rất là run sợ người dân bây giờ nổi loạn. Nó rất là sợ người dân bây giờ xuống đường để mà biểu tình nha. Chị Lisa ơi, bộ ngày mai chị đi họp chị nghỉ hả? Ừ đúng vậy. Ngày mai là ngày 27 tây tháng 2, chị có một cuộc họp rất là quan trọng. Chị họp khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, cho nên chị không lên chương trình được. Có những cái sự kiện chị không thể nào nêu ra ở trên đây. Bởi vì nêu ra ở trên đây là lại ông tôi ở bụi này. Cho nên chị lên đây chị nói ra những cái tin tức nào mà chị cảm thấy được chị mới nói cho mọi người nghe. Còn những cái tin tuyệt mật chị không bao giờ nói ở trên cái diễn đàn này cho mọi người nghe. Chính trị là nó như vậy đó. Có thể nó dương đông, có thể nó kích tây cũng không chừng.
Chị Lisa ơi, ngày 5 tháng 3 nghe nói có cuộc biểu tình lớn nổ ra, có thật không chị? Có thật đó em. Ngày 5 tháng 3 là một cái ngày biểu tình lớn, nhưng mà theo như chị mà la rùm beng lên vậy thì nó đang chuẩn bị, nó vấn đề là rần rần rộ rộ để mà vấn đề là kêu bằng đó là nó đối phó rồi đó. Thì bây giờ mình chơi hai mục tiêu, người nào đi ra biểu tình ôn hòa thì biểu tình ôn hòa, người nào biểu tình bạo động thì bắt đầu là không biểu tình bạo động thì bắt đầu là âm thầm làm sát thủ cho chị. Nó kéo nhau đi ra vấn đề là đập người biểu tình thì bắt đầu là ở đây chổi mẹ nó lựu đạn mãn cầu vô trong vấn đề là đồn của nó cho nổ banh tành để nó kéo trở về, hoặc là nguyên một ngày mà nó đánh đập người ta vấn đề là mỏi tai rồi ban đêm nó nằm nó ngủ như heo rồi đó, nhớ mặt thằng nào quay phim lại mẹ tao canh me mày, tao đập tao vô tao chém mày cho mày chết mẹ mày luôn. Làm vậy cho chị đi. Bây giờ bên công giáo, bên cha lý kêu ôn hòa thì ok, người nào ôn hòa thì cứ cho ôn hòa. Còn người nào sát thủ thì theo chị thích bạo động lắm, chị thích máu của cộng sản vô cùng, máu tươi của cộng sản chị thích lắm. Rất tiếc rằng là đặt mìn, đặt bom hoặc là bắn ở tại Việt Nam không có con chó nào mà đổ máu cho chị. Chị mong cho nó chết để mà nó qua nó gặp chị, để mà nó hiện hình lên, để mà nó ra, để mà nó gặp chị, để mà chị nói chuyện với nó. Ngày mai mùng 2 để cúng cô hồn, ngày mai mùng 2 16 để mà nó lên nó ngồi nó nói chuyện với chị hỏi nó coi coi mày bọn mày chết mẹ mày cho con chó để mày bưng bô cho đảng đỉ, bây giờ mày đi qua bên kia thế giới mày gặp thằng chó đẻ Hồ Chí Minh giờ sao rồi. Cho nên đối với những cái thằng chó này mà các bạn ở Việt Nam mà các em không hành động thì nó không có coi người dân ra cái gì đâu, nó tiếp tục thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Cho nên phải làm một hai thằng để cảnh báo những thằng kia. Thằng nào mà đánh dân thật là nhiều, thằng nào mà khốn nạn mất dạy là chết mẹ mày liền. Khỏi có bơm hẹn giờ mẹ chứ mà liếm mẹ nó vô trong nhà cho nổ chết mẹ mày luôn. Hoặc là thấy mẹ ở đâu là chết mà chết mẹ mày luôn. Nhớ là đừng có đánh cho nó bị thương nha. Đâm ở bên trái á, đâm sao mà lọt vô trái tim đó cho chị, hoặc là đâm ngay cái cuống họng chỗ này nè cho máu nó ọc ra cho chị, đâm ngay cái cuống họng này máu nó ọc ra là không có cứu được, đứt mẹ nó cái gân máu cứu được, hoặc là ở trên não ngoài sau này nè, ở ngoài sau á, chỗ cái não của nó đâm sẵn cái dao vô trong cái não của nó cho nó xịt ốc nó lòi ốc ra cho chết mẹ nó, chứ không có nói chuyện như vậy được. Cho nên các em đừng có đánh phơi bụi nó, chị mệt lắm. Cái thứ đó làm có cho nó đẻ trứng. Chị mạnh dữ lắm. Chị đàn bạn gái chứ chị đứng đây là kiên cường dữ. Đập là đập cho tới luôn. Không đập thôi. Đập là phải đập như vậy đó. Cho nên mấy con chó này đâu dám gặp mặt chị. Các em thấy chị ở đây chị chửi đảng, chị đi ra ngoài đường chị cầm hình Hồ Chí Minh chị biểu tình trong những cái cuộc mà forex biểu tình diễu hành, các con chó nào dám ra mặt chị không? Bởi nó biết chị không có nói chuyện giỡn mặt được. Bước vô trong tiệm chị, bước tới nhà chị là vỡ sọ ngay. Hai thằng tàu xì dầu mà chỉ cần lảng vảng trước ở ngoài nhà chị thôi là cảnh sát cầm đầu vô liền. Camera chị nó thu hình sạch sẽ, có con chó nào mà dám lú đầu tới đâu. Chỉ trừ người quen của chị gọi điện thoại hẹn cho chị biết, chị biết ngày nào giờ nào tới để mà chị tiếp khách thì ok, còn mà không hẹn chị không báo với chị rồi mà chỉ cần léo hánh một cái thôi là chị bắn vỡ sọ ngay tức khắc. Đừng có bà đặt nói lạc đường lạc mẹ gì đó. Mày lạc hả, mày vô nhà tao tao bắn mày chết, cái này kinh sát lại tao nói sao tao tao đâu biết đâu, tao đang để tiền ở trong tiệm của tao, nhà của tao, tự nhiên nó chạy vô và tự nhiên nó đòi nó cướp tao, tao bắn nó chết mẹ nó rồi. Mặc dù nó vô nó nói à, chị ơi, cho em hỏi thăm được, bắn chết mẹ mày, vô nói là nó vô nó đòi tôi tắm tiền, tôi kêu tôi đưa tiền cho nó, hợp pháp mà, Lisa học luật ở bên Mỹ mà. Cho nên những này là mặt đối mặt phải không, cái luật bên Mỹ các em cầm súng là các em phải bắn ngay mặt nó, còn nó quay cái lưng đi các em bắn ngoài sau bắn tới các em bị lỗi. Bởi vì nó đã sợ nó chạy rồi mà mình bắt theo ở ngoài sau, bắt ngoài sau có óc của nó là mình lỗi. Cho nên học luật ở bên Mỹ này sử dụng súng là chỉ có mặt đối mặt thôi. Cho nên nó khi vô nó hỏi đường đó là chị giả bộ cho nó à, đường gì với anh hả, đường gì với anh, tôi rút súng được đúng chết mẹ mày rồi đó, cảnh sát tao tao nói đó phải không, tao bắn ngoài trước tao bắn tới, nó vô nó kêu tao đưa cho nó 200.000 đô, tiền nó tao có 200.000 đô, nó nói không đưa là nó giết tao. Cho nên trời ơi, tao là phụ nữ mà mình hạt xương mai, tay yếu chân mềm cho nên tao sợ quá, tao rút cái súng ra tao bắn cho nó chết mẹ nó nằm ở đó.
ta không biết nó là cướp hay là gì, ta cũng không biết, hoặc là nó là communist, sao không mày tự mày điều tra đi. Mày tự điều tra đi. Mỹ đen ở đây mà nó còn sợ chị. Ngày xưa chị mới qua đó biết không? Cái cộng đồng người Việt Nam của mình mua bán địa ốc đó, người ta nói trời ơi, người Việt Nam của mình thích ở những cái khu nhà Mỹ trắng được kia cho nó an toàn dữ lắm. Cái chị nói ủa sao kỳ vậy? Nó ừ, nhưng mà cái khu đó là sao Mỹ trắng sao? Nó nói khu nhà Mỹ trắng thì đắt tiền dữ lắm, 1 triệu 2 triệu. Còn ở còn cái khu nào mà rẻ? Nó cái khu Mỹ đen mà xì ke ma túy không, nó rẻ lắm. Chị nói thôi cho tôi lựa cái nhà nào mà cái khu nào mà nó càng rẻ càng tốt. Có cái khu nào mà mỗi một ngày nó bắn chết từ khoảng 20-30 thằng không hả? Đưa tôi vô cái khu đó cho tôi. Đưa vô. Con nhỏ bác địa ốc nó xanh lè mặt mày, nó cười nó rồi. Từ đó giờ bác nhà chưa giờ thấy người Việt Nam nào giống chị. Người ta tới là người ta sợ, người ta mua nhà khu Mỹ trắng được cái an ninh không. Gặp chị hả mẹ nó ra chị không chịu ở khu đàng hoàng. Chị muốn đi vô những cái khu như vậy đó, chị vô ở. Tao vô vậy đó. Sau này địa ốc nó không dám bán cho chị, bắt đầu chị nổi điên lên rồi chị mua cái nhà ngay chân chỗ vũ trường club luôn. Bằng điện nó bắn đùng 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 đùng, xe nó chạy ào ào, chị ngồi trong nhà chị mở cửa sổ ra chị ngồi chị coi chị cười quá trời luôn. Chị nói có chết con nào không tụi bay, who die who die, how many people die, chị nói bao nhiêu người chết vậy hả, vui vậy? Bao nhiêu người chết vậy? Rất là nó thấy cái mặt của chị cô hồn cắt đạn quá, nó đâu dám đụng tới chị. Biết là mấy thằng của hồn các đảng gặp mặt chị cái là bắt đầu là về là những này là hai mem vét mem rồi không đấu giáp mà nói chuyện đàng hoàng. Chị về chị cho tiền đó, nó chỉ kêu coi nhà tao thằng nào con chó nào con chó nào tới mày kia đó cho tao. Mày cứu hồn các đảng là mày gặp tao vậy đó. Chị ở khu Atlanta, mẹ tới gõ cửa chị hả, chồng má chị cầm súng đó chị để nó đung liền tại chỗ, ngã gục liền tại chỗ. Từ đó sao đồn lên đâu dám đồn lên đâu, tích tới nhà chị để tìm, đừng có đặt mất dạ vô gõ cửa nhà tao. Nó đâu biết, tao đâu biết chị là thứ dữ đó. Sau này nó gặp mặt chị nó thấy nó biết. Chào cô Lisa, không biết bao giờ dân mình mới thức tỉnh được đây. Dân chúng thì đói khổ, Tàu Cộng thì qua đây quá trời, lãnh đạo thì bán nước ôm tiền cho con đi ra nước ngoài. Con mong rằng toàn dân Việt Nam phải xóa sổ chế độ này. Nhờ chương trình của cô mà con được biết nhiều thứ lắm. Chúc cô nhiều sức khỏe và niềm vui. Cô đừng nói tên con ra nhé. Cảm ơn cô. Ừ. Con cũng dễ thương đó. Người dân Việt Nam có thức tỉnh hay không là do vấn đề là mọi người thôi. Chứ mà nếu cô nói mà họ không chịu suy nghĩ, nghe lỗ ta bên đây lọt lỗ ta bên kia cũng như không thôi à con à. Không có được ích lợi gì. Em mến chị Lisa lắm đó. Em không kết nối được với chị, em buồn lắm. Chị ơi, bọn cộng sản bây giờ rất là sợ người dân biểu tình chị ạ. Chúng nó làm những trò bẩn thỉu lắm. Nào là nấu cháo đi phát. Em nhìn bọn nó mất dạy lắm chị. Nó làm trò như vậy đó chị. Ừ. Từ lúc chương trình chị lên cái nó giả bộ. Nó giả bộ nó lấy lòng dân, nó nghe chị nói những cái thủ đoạn mất dạy, bắt đầu nó giả bộ. Giả bộ nó làm mạo như đó biết không? Giả bộ giống như là mẹ nó yêu dân dữ lắm. Mẹ nó ra vô trong đồn công an coi nó yêu không? Chị nghe kể nó bắt con tao vô, cái mẹ nó nhìn có ai nó lên gói trắng chỏ, mẹ nó ra nó tán tao bạc ngang bạc ngửa. Chứ mấy con chó đẻ nó gặp chị là chết mẹ nó đi. Mà đặt làm trò. Mà đặt làm mạo. Cái lũ đảng cộng sản là chuyên môn làm trò. Cái lũ này là chuyên môn nó dàn kịch. Khi mà chế độ nó lung lai, người dân biết hết rồi thì nó như vậy đó. Giống như ngày xưa nó vô nó cướp miền Nam Việt Nam, giả bộ nó tới. Nó những này là để con tiếp cho má nha. Nó lên nó bẻ dừa, nó chặt dừa, nó bó đồ kia lại cho đàng hoàng. Mấy con mẹ miền Nam những này là kêu bằng mừng quá, nhận làm con nuôi rốt cuộc rồi. Con có bả đem cơm xuống cho nó ăn, ở dưới hầm nó đéo sao lòi con ra luôn. Rồi rốt cuộc rồi giải phóng vô rồi, bây giờ nó làm lớn rồi, mẹ cầm đơn từ lên thưa gửi, mẹ nó đuổi đi về luôn. Ai biết mày ngục còn chi, đầu hai thứ tóc ngục. Tao giả bộ tao vô những này là cái bằng là tao dụ mà không biết, đi nuôi tao nó cho đã đời, để cho tao chịch con gái của mày luôn. Rồi giờ này những này là cái bằng là mẹ mày ngu mày ráng chịu, tao đâu thèm giải quyết mẹ gì cho mày. Cho nên khi mà nó thấy nó thất bại rồi,
Khi mà nó thấy nó không còn được cái lòng tin của người dân thì nó giả bộ, nó làm những cái trò như vậy nữa. Các bạn thấy thằng chó đẻ trong lú nó phát biểu không? Bây giờ nếu hy sinh một người cũng phải hy sinh để cứu nhiều người. Tức là trong đảng đĩ của nó muốn giết một thằng cũng có thể giết được để bảo vệ cả một cái tập đoàn đảng chó của nó. Chỉ có những thằng đầu bò đảng viên nó mới đi ngục, mới đi nghe lời của thằng chó đẻ trong lú này. Đó, đảng là như vậy đó. Đảng đĩ là nó như vậy đó, mất dạy như vậy đó. Nha. Yeah. Nó đàn áp, nó trấn áp ở trong nước Việt Nam bây giờ ghê gớm như vậy mà không ai dám lên tiếng hết chứ. Không ai dám làm chứ. Nhưng mà có những người người ta vấn đề là lên tiếng. Chị ơi, chị cho biết hay không vậy chị, những người Việt ở hải ngoại có quan tâm hay không? Sao không quan tâm? Các em thấy ở tại Houston, ở tại Cali đôi kia người dân ta xuống đường ta biểu tình để ta ủng hộ đồng bào tại Hà Tĩnh. Không thấy sao? Nếu mà người dân ở Hà Tĩnh mà không bấn được cái gốc Formosa thì chắc chắn Hà Tĩnh sẽ thuộc về một khu tự trị của thằng Tàu Cộng. Cho nên Lisa và mọi người bên hải ngoại lúc nào cũng đang tập trung vào Hà Tĩnh, tức là miền Trung. Ngọn lửa nó phải bộc phát từ đây. Còn ở tại miền Nam là phải ở tại Cần Thơ hoặc là Kiên Giang hoặc là những cái nơi nào phải vấn đề là nổi lên. Hoặc là ở tại trung tâm thành phố Hồ Chó Đẻ. Người dân phải đứng mạnh mẽ lên, không sợ chế độ nữa. Đến lúc này các bạn không sợ nữa. Còn các bạn cứ sợ hoài, nó đã từng giết bao nhiêu người để nó trắng đá, nó sát kê kinh hầu, mọi người cứ sợ hoài thì các bạn sẽ làm tai sai cho nó thôi. Chị ơi, chị hết giờ rồi kìa chị ơi. À, nói tóm lại là ngày hôm nay Lisa muốn gửi đến cho mọi người, tức là các bạn phải đi biểu tình thì các bạn phải nên chia ra và đoàn kết nhịp nhàng. Bất bạo động và bạo động luôn luôn song hành, chúng ta mới thành công. Chứ chúng ta đưa một giải pháp là bất bạo động, khi nó trấn áp, bất bạo động tan rã trơn là chúng ta không thành công. Cho nên lúc nào chúng ta phải phối hợp nhịp nhàng. Hai, cho nên chị mong rằng năm Tây tháng 3 tới có tin vui trước giờ tuyệt vọng. Mong rằng toàn dân Việt Nam phải khẳng khái, phải mạnh mẽ để mà tự đứng lên giành lấy những cái quyền lợi của mình. Nha. Lisa ủng hộ tất cả những đảng phái, tất cả những hội đoàn, tất cả các bạn mà dám mạnh mẽ đứng lên chống lại chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam, không phân biệt thành phần giai cấp, tuổi tác, giới tính, trình độ. Bởi vì bây giờ đất nước Việt Nam đang lâm nguy thì thất phu phải hữu trách. Ai cũng phải có điều kiện, phải có trách nhiệm. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Một lần nữa Lisa cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Ngày mai là ngày thứ hai, 27 tháng 2, Lisa không có live stream. Lisa sẽ live stream vào ngày thứ ba. Cho nên mong rằng các bạn hãy hiểu và đừng chờ đợi Lisa nữa nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin thân ái chúc tất cả quý vị và các bạn một cuối tuần thật là vui vẻ. Cảm ơn mọi người.